Nam em bị người trong ekip tố quỵt tiền, nợ dai còn thách thức, đáp trả giận mặt khiến cộng đồng mạng sốc ngang. Hoa khôi nam em khiến cõi mạng đồng loạt sốc nặng trước bài tố từ một nhiếp ảnh gia là người trong ekip của cô. Đồng hành cùng nhau đã được 6 năm, nhưng cô lại dở thói quỵt tiền, còn tỏ thái độ thách thức. Tối ngày 3 tháng 10, người dùng mạng xã hội đó vô cùng hoang mang, sốc nặng. Trước bài tố thẳng mặt hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, nam em là kẻ quỵt tiền, thái độ lồi lõm, không biết trước sau. Gây ngỡ ngàng hơn là bài đăng được viết bởi chính nhiếp ảnh gia ruột của cô đã đồng hành với nhau tận 6 năm. Theo đó, nam nhiếp ảnh gia anh giờ này đã rất bức xúc, động thái trên cũng dường như là sự tức nước vỡ bờ. Chỉ có nhờ sức ảnh hưởng của mạng xã hội mới có thể đòi lại công bằng được cho anh. Đăng đàn trên trang cá nhân, nam nhiếp ảnh gia đã viết cả một bức tâm thư dài vạch trần bộ mặt thật của nam em khiến cõi mạng bật ngửa. Cụ thể, anh giờ cho biết, nhắn gửi nam em, anh hôm nay không muốn nói sâu về cách đối nhân xử thế, việc sống đúng hay sai. Có lẽ để bản thân em và mọi người nhận xét. Anh chỉ muốn lấy lại tiền công lao động của mình suốt thời gian qua khi hợp tác làm việc cùng em. Cho mọi người, hôm nay tôi buộc phải lên bài viết này để minh định cho những điều hướng vô lý của năm em về ekip sau nhiều lần giải quyết riêng tư không thành. Nhiều khái niệm bị đánh tráo, thách thức cũng như dọa dẫm cùng những lời lẽ thật sự xúc phạm. Đặc biệt hơn nữa, khi mọi thứ vẫn chưa giải quyết xong, thì nàng hoa khôi thẳng tay block cùng dòng tin nhắn. Muốn gì lên tòa, kiện đi. Muốn lấy tiền, mời lên tòa. Kể về mối thân tình 6 năm, nhiếp ảnh gia giờ nói. Như mọi người đã biết, tôi từng là photo riêng của nam em suốt gần 6 năm, tính tới thời điểm hiện tại. Trải qua biết bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ trên con đường hoạt động trong nghề của cô ấy, nên việc một photo được xem như ruột thịt đã có cách giải quyết tiền chụp có phần chậm hơn các select khác. Để cho nam em có phần thư thả cũng như tiện phần chủ động thanh toán Nhưng cái mình nhận về là gì? Là nam em chưa một lần nói lời cảm ơn, xin lỗi hay chủ động hỏi nợ để trả Và phần lỗi cũng do mình chủ quan Nghĩ rằng nam em có thì sẽ trả Để rồi giờ mình nhắn tin 5 lần 7 lượt cho trợ lý Thì không nhận được hồi âm Nhắn cho nam em thì cô ấy đánh tráo khái niệm bằng việc mình nói thương, nói luôn hỗ trợ mà tàn sống hai mặt giả tạo, rồi thách thức bằng cách mời đăng bài, mời ra tòa đi rồi tôi trả. Anh giờ bức xúc viết thêm. Mình xin hỏi một câu đơn giản, những anh chị select đã biết và làm việc với mình, những bạn trong FC cỏ bốn lá của nam em theo dõi hành trình dài vừa qua, có ai mà không công nhận tình cảm anh em của tôi và nam em không? Tôi sống nghĩa khí, tử tế chưa một lần tráo trở không chỉ với Nam em mà còn với các anh chị select khác. Thế câu hỏi của Nam em, những người khác không vì họ là ai xin được nói rõ. giúp ảnh gia giờ còn chất vấn thêm Nam em, em nói: "Tôi không thương em, không thương mà cho em nợ dai vậy, không thương mà anh chụp em với giá thấp hơn bên ngoài rất nhiều, không thương mà suốt ngày đi hốt những bãi rác em gây ra để em yên ổn làm nghề hả em?" 6 năm qua anh chưa một lần nghe đến hai từ cảm ơn và xin lỗi thật lòng từ em dành cho ekip. Huống gì đến việc mưu cầu được đối đáp tử tế, hãy có việc không như mong muốn xảy ra, em lại mượn cơm cúng Phật, lôi bệnh ra để lấp liếm cho thái độ sống lỗi của em. Cuối bức tâm thư, nam giúp ảnh gia còn đanh thép nhắn nhủ đến nam em về khoản nợ. Anh cho em thời hạn từ giờ đến hết tháng 12 2023, nếu không thanh toán đầy đủ số tiền còn lại thì anh sẽ cho em hiểu thế nào là người không vì mình trời tru đất diệt. Anh sẽ đi đến cùng để giải quyết sự việc một cách đường hoàng, chính trực, chứ không lại bị vu là hãm hại, chèn ép hay dùng đến cách tâm linh để hạ bệ. Bài viết của nhiếp ảnh gia giờ đã nhanh chóng khiến toàn thể cõi mạng rút nặng, hoang mang trước sự thật về con người năm em. Chỉ sau vài giờ đăng tải, mỹ nhân gốc Tiền Giang cũng đã có ngay bài viết đáp trả. Cô thẳng mặt công khai thanh toán hoàn toàn số nợ của cô cùng với nhiếp ảnh gia giờ, cùng với đó cũng không quên đá đẻo. Cụ thể nam em viết, trong cái họa có cái phúc, tôi và bạn là sự mua bán không có ơn huệ và giúp đỡ. Nhân phẩm con người, bạn dám đăng tôi dám trả. Cảm ơn sự tệ bạc đó cho tôi bài học về nhìn người. Hiện tại bài đăng của cả hai đang gây xôn xao cho toàn cõi mạng, nhiều ý kiến trái chiều liên tục được đưa ra, hoang mang không biết đâu mới là sự thật và ai là người đúng đằng sau câu chuyện.